Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, Ủy ban dân tỉnh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông từ km 27 đến 700 đến km 28 cộng 500 đường tỉnh 435 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và cơn bão số 2 từ ngày 15 tháng 7 đến 28 tháng 7. Mưa lớn trong thời gian trên đã gây sạt sụt, làm hư hỏng toàn bộ nền mặt đường tại km 27 cộng 750 đường tỉnh 435, tiềm ẩn nguy cơ đứt đường nếu không được khắc phục kịp thời. Hiện tại, phương tiện lưu thông phía lề bên phải tuyến với bề rộng 3,5 m chỉ đủ một làn xe chạy. Hơn nữa, kết cấu lề đất nên giao thông đi lại khó khăn. Đường tỉnh 435 là tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố Hòa Bình với xã Bình Thanh, Thung Nai của huyện Cao Phong và Ngòi Hoa của huyện Tân Lạc. Việc hư hỏng nền mặt đường do sạt trượt nói trên đe dọa đến an toàn công trình, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhiều hộ dân thuộc xóm Ngòi, xóm Liếm, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Tại xã Suối Hoa có 8 hộ, 36 nhân khẩu thuộc xóm Ngòi, do mưa lớn kéo dài gây sụt lún, nứt, có nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân đang sinh sống tại khu tái định cư xóm Ngòi. Bên dưới là phần ta luy âm của các hộ giáp với hồ. Phần kè chống sạt lở đã xuất hiện bị nứt và sụt lún sâu khoảng 0,5 mét so với nền đất ban đầu. Phía sau các hộ là đất đồi lớn có độ dốc cao đã xuất hiện nhiều vết nứt, lún, nguy cơ sạt trượt, đẩy các hộ gia đình xuống phía dưới sông là rất cao trong những ngày tới khi tiếp tục có mưa. Trường hợp xảy ra đứt đường tại vị trí trên không có tuyến đường tránh thay thế, người dân chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy nội địa. Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, rào chắn toàn bộ mặt đường, người và phương tiện lưu thông về phía lề đường bên phải tuyến, cử người trực gác theo dõi tình hình sụt lún. Báo cáo hàng ngày về Sở Giao thông Vận tải vào 8 giờ và 15 giờ và khi có sụt lún gia tăng đột ngột. Sở Giao thông Vận tải triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án khẩn cấp phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Các cơ quan liên quan tham mưu phối hợp thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Suối Hoa thực hiện công tác tuyên truyền đối với vị trí công bố tình huống khẩn cấp trên đường tỉnh 435 để người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng biết có biện pháp di chuyển, phòng tránh phù hợp. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại km 27 cộng 700 đến km 28 cộng 500 đường tỉnh 435. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Với thông điệp giọt hồng nhân ái ngày 6 tháng 8, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Thủy tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024, thu hút 500 tình nguyện viên là lãnh đạo cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Thủy năm 2024, đã có 403 người đủ điều kiện được tham gia hiến máu với lượng máu từ 250 đến 350 ml một người. Số đơn vị máu thu được trong ngày hội sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện, giúp cho những người bệnh có thêm cơ hội được cứu sống, đồng thời cũng là tiền đề cho sự phát triển phong trào tình nguyện của huyện Yên Thủy. Trong 6 tháng đầu năm, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Kim Bôi là 17,7 tỷ đồng. Việc triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án, các hoạt động của chương trình đã góp phần tạo việc làm mới cho người lao động. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia thực hiện dự án đã có thêm kinh nghiệm, biết cách làm ăn, tạo việc làm, tăng thu nhập, từ đó thoát nghèo. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Các xã Đú Sáng, Luông Râm, tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 25%, tỷ lệ tái nghèo phát sinh nghèo trong giai đoạn 2021-2025 của huyện bình quân 1,5% một năm, khoảng gần 300 hộ, so với tổng số hộ thoát nghèo khoảng 3.700 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 là 12,2%, còn 502 hộ gia đình chưa có nhà hoặc sống trong nhà đơn sơ, ở nhà tạm dột nát cần hỗ trợ. Trên 1.700 hộ sống trong ngôi nhà căn nhà chưa đủ diện tích bình quân 8 m² một người.
có trên 580 hộ chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, có gần 2.700 hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Lạc Sơn đã cải tạo được gần 500 hectare vườn tạp, chuyển đổi mở rộng hàng trăm diện tích cây trồng thế mạnh, tiếp tục duy trì diện tích mía nguyên liệu trên 1.600 hectare và hơn 3.000 hectare sắn nguyên liệu. Cùng với đó, toàn huyện thực hiện dồn điền đổi thửa được gần 600 hectare. Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dồn điền đổi thửa, hiện nay huyện Lạc Sơn đã xây dựng quy hoạch thành các vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất bí đỏ, mướp đắng lấy hạt, vùng sản xuất mía nguyên liệu, vùng trồng măng. Một số sản phẩm của huyện Lạc Sơn đã xuất khẩu như tinh bột nghệ, mía, tinh bột sắn. Thời gian tới, huyện Lạc Sơn tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tập trung phát triển sản phẩm OCOP, từ đó thúc đẩy và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, dạy thêm, học thêm đã và đang diễn ra trên phạm vi cả nước, tỉnh cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính của vấn đề được người trong cuộc xác định là do áp lực học tập và thi cử khi các cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn, trường công lập. Dù chưa tới năm học mới, nhưng dịp hè như này, không khó để bắt gặp các bậc phụ huynh đưa con em mình tới các lớp học thêm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình chị Nguyễn Thị Tâm ở tổ 5 phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, hiện có hai con đang ở độ tuổi học trung học cơ sở. Để con tiếp thu kiến thức và theo kịp bạn bè ngay đầu năm học mới, gia đình chị Tâm đã đăng ký cho con đi học thêm trong dịp hè. Bởi lẽ, học thêm giúp con bổ trợ kiến thức và là cách để quản lý thời gian của con khi hai vợ chồng đi làm. Chị Tâm cũng chia sẻ thêm, do hiện nay lượng kiến thức trong sách giáo khoa đã thay đổi hơn trước rất nhiều, nên việc tự mình dạy học cho con tại nhà khó có thể truyền tải đủ kiến thức cho con. Nên dù biết là vất vả, nhưng việc lựa chọn học thêm theo ca bên ngoài là ưu tiên của gia đình. Chương trình bây giờ cũng nói thật ra là rất là nặng. Biết là các con đi học nó cũng hơi vất vả, nhưng mà để mà phụ huynh mà kèm với các con thì cũng không thể hoàn toàn được. Để có cái nhìn đa chiều về thực trạng dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hòa Bình, nhóm phóng viên thời sự đã có những khảo sát tại nhiều địa điểm có tổ chức dạy thêm tại nhiều khu dân cư. Ở những lớp lớn thì học sinh tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân tới địa điểm dạy thêm của cô giáo. Các ca dạy thêm có thể diễn ra từ 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ. Vào ca tối, không khó để bắt gặp các em học sinh đạp xe đi học trên các tuyến đường của thành phố. Nhiều em còn được các bậc phụ huynh đưa đi học. Thời điểm này, học sinh trong toàn tỉnh đã bắt đầu đến trường chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Thay vì niềm vui háo hức được gặp lại bạn bè, thầy cô sau quãng thời gian nghỉ hè, nhiều em cảm thấy việc đến trường cũng bình thường như bao ngày khác. Bởi những ngày hè, các em vẫn phải đi học và gặp mặt bạn bè tại nhà cô giáo hoặc địa điểm cô giáo thuê. Ở nhà chán, hơi chán nên đi học cũng gặp được nhiều bạn bè, cũng vui. Bọn cháu đi học thêm, bọn cháu học từ trước trên lớp khoảng tầm 4 tháng rồi ạ. Nên là kiến thức cũng nhẹ nhàng một tí. Ở một góc độ nào đó, việc bồi dưỡng lỗ hổng kiến thức đối với những học sinh yếu kém, nâng cao mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp đối với những em khá giỏi là nhu cầu chính đáng của cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế cho thấy, hầu hết việc đi học thêm hiện nay, nhất là học thêm trong hè, đều không nhằm mục đích trên, mà là để học trước chương trình. Nghĩa là học chương trình mà vào năm học mới, các em chỉ việc học lại. Cái dạy thêm của giáo viên ấy, thì thực ra từ mấy năm nay rồi, Sở Dục Đào tạo đã có cái văn bản yêu cầu là cái việc học giáo viên không được tổ chức dạy thêm ở ngoài nhà trường theo đúng quy định đấy. Và tới tất cả các nhà trường thì đều đã triển khai đến các giáo viên cái việc đó tổ chức dạy thêm thế. Thế và nếu mà giả sử mà có giáo viên mà dạy thêm sai quy định ấy, thì chắc chắn là sẽ xử lý theo đúng quy định thôi. Dạy thêm là sự đáp ứng nhu cầu xã hội. Đã có nhiều văn bản của ngành giáo dục về việc cấm dạy thêm đối với giáo viên. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, cần các giải pháp đồng bộ, toàn diện, mang tính vĩ mô từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc giảm tải các chương trình học, giảm bớt áp lực thành tích cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cho cả nhà trường. Có như vậy mới giải quyết được tận gốc của vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền huyện Mai Châu luôn quan tâm.
Nhờ triển khai kịp thời những chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ người dân vùng khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Mai Châu đã giảm khoảng 3% một năm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sinh sống ở vùng hồ sông Đà, gia đình anh Đinh Văn Khuê thuộc diện hộ gia đình khó khăn ở xóm Sạn Sộp, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu. Do đặc thù địa hình đất sản xuất ít, trên là đồi núi, dưới là sông nước, lại thiếu vốn để đầu tư phát triển kinh tế nên gặp rất nhiều khó khăn. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, gia đình anh Khuê được hỗ trợ một con bò trị giá 25 triệu đồng để phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Vừa qua cũng được nhà nước hỗ trợ con bò giống, gia đình cũng rất là phấn khởi và gia đình cũng cố gắng chăm sóc con bò được để sinh sản ra để có thu nhập cho kinh tế cho gia đình. Sơn Thủy là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu thuộc vùng lòng hồ sông Đà. Hiện nay thu nhập bình quân của xã Sơn Thủy mới đạt gần 17 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm tỷ lệ 50%. Để giúp người dân giảm nghèo bền vững, thông qua các chương trình dự án lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, người dân xã Sơn Thủy được hỗ trợ về giống, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Qua cái chương trình thì đã được các cấp các ngành tạo điều kiện hỗ trợ cây con giống để đầu tư cho bà con nhân dân phát triển kinh tế, tạo điều kiện cái công ăn việc làm cho bà con dân để thực hiện phát triển sản xuất và đảm bảo được cái cuộc sống của bà con nhân dân. Nhờ triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn đặc biệt khó khăn đã mở hướng thoát nghèo, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên địa bàn huyện Mai Châu giảm khoảng 3%. Năm 2024, huyện Mai Châu tiếp tục triển khai hỗ trợ người dân về sản xuất con giống, cây giống với tổng trị giá 8,2 tỷ đồng. Xuất phát từ cái đề xuất của các hộ dân tại các địa phương của các xã của trên địa bàn huyện thì cơ quan thường trực sẽ tổng hợp và sẽ tham mưu cho ủy ban huyện đề xuất là phân bổ theo cái nhất là phải phù hợp với cái định hướng chung phát triển cái chương trình phát triển kinh tế hỗ trợ của huyện và thứ hai là thiết thực về cái nhu cầu hỗ trợ của bà con nhân dân để làm sao bà con được khi được hưởng cái chế độ về hỗ trợ con giống và cây trồng và nuôi thì nó phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của địa phương. Hiệu quả từ các chương trình dự án hỗ trợ đã góp phần phát triển kinh tế xã hội các xã vùng khó khăn, đồng thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mai Châu thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nhiều hộ đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, huyện Mai Châu tiếp tục lồng ghép các chương trình hỗ trợ gắn với định hướng phát triển sản xuất để đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm ứng phó và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh lộ 435. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.